Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm mạch nháy theo nhạc. Và trước tiên, mình xin phép được giới thiệu qua về sản phẩm, xin mời các bạn cùng theo dõi. Chức năng nháy theo nhạc bằng cảm biến âm thanh được gắn trên mạch kết hợp với 50 led full được kết nối với mạch điều khiển, giúp cho chúng ta nhìn bắt mắt. Đặc biệt có chức năng nháy theo nhạc theo từng cường độ của âm thanh được thiết kế trên mạch bằng các nút nhấn. Bộ điều khiển trung tâm và cảm biến âm thanh được thiết kế vào trong một chiếc hộp tách rời kéo ra, ngoài giúp cho người dùng thuận tiện đặt ở các vị trí phù hợp. Chức năng nút nhấn thay đổi được cường độ sáng của led bằng nút nhấn trên mạch độ sáng, mang lại sự phù hợp trong phòng về ánh sáng. Mỗi lần nhấn thì cường độ sáng sẽ thay đổi ở 5 mức sáng. Mỗi lần nhấn thì tăng lên 20% cường độ sáng của led và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khi nào chúng ta dừng ở cường độ sáng nào thì mạch sẽ lưu lại ở cường độ ánh sáng đó. Thay đổi hiệu ứng của led khi nháy theo nhạc, nút nhấn hiệu ứng, nhấn từng lần sẽ thay đổi được hiệu ứng. Mạch sẽ sẵn những hiệu ứng đã được chọn lọc và bắt mắt. Chúng ta nhấn mỗi lần thì hiệu ứng được lập trình sẵn trong mạch được thể hiện bằng hiệu ứng qua led. Dừng ở hiệu ứng nào thì mạch sẽ chạy mãi ở hiệu ứng đó. Chức năng nháy auto 15 giây thay đổi hiệu ứng nháy một lần thì chúng ta nhấn giữ nút hiệu ứng đến khi nào đèn sáng hết một màu đỏ, sau đó tắt thì chúng ta sẽ thả tay ra. Khi đó hiệu ứng sẽ được chạy lần lượt auto khoảng 15 giây, chuyển đổi hiệu ứng một lần và cứ lặp đi lặp lại các hiệu ứng sẽ được lập trình sẵn trước đó. Thay đổi biến trở trên mạch để thay đổi được cường độ cảm biến của mic, cảm biến âm thanh giúp cho mạch bắt được cường độ âm thanh tốt hơn. Khi cảm biến âm thanh ở gần loa hoặc xa loa, từ đó giúp chúng ta điều chỉnh được led nháy theo cường độ âm thanh sẽ chuẩn và bắt mắt hơn. Mạch sử dụng nguồn 5V DC, tùy vào số lượng led để chọn nguồn mạch cho bình thường sẽ dùng nguồn chuyển đổi 5V 2A. Về ưu điểm của mạch, bắt âm thanh cực tốt khi có tác động âm thanh vùng lân cận bán kính 10m. Nhược điểm chính là khi có mic cảm biến sẽ gây ra nhiễu từ tiếng ồn bên ngoài không mong muốn. Mình vừa giới thiệu xong với các bạn bộ sản phẩm mạch nháy theo nhạc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ ấn nút subscribe và bật thông báo để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên mình nhé.